Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và nó đẹp quá các bạn ạ. Thật sự là cầm con này trên tay nó đẹp quá. Đây là Vivo V30. Và nó đang là một trong những chiếc điện thoại có quá nhiều cái nhất trong cái phân khúc mức giá này chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn về chiếc điện thoại này ngay sau intro nhé. Vào luôn vấn đề chính, thật sự con này nó quá đẹp đi các bạn ạ. Các bạn phải cầm trên tay, các bạn mới thấy được cái màu sắc này của nó bên ngoài nó đẹp như thế nào. Ánh nắng chiếu vào, lên hình các thứ. Và quay cùng với các bạn mẫu cực kỳ xinh nhà mình thì các bạn sẽ thấy là nó đẹp được nâng cấp level lên nhiều như thế nào. Xét về yếu tố thông số nha, thì đây là một trong những cái máy có cái mức trọng lượng, độ mỏng và cái trải nghiệm cao cấp có thể nói là đỉnh nhất trong phân khúc. Bởi vì sao? Cái độ mỏng của cái máy này nó chỉ có 7,45mm, nhưng Vivo vẫn có thể nhét được vào đây một cái viên pin dung lượng lớn lên tới 5000mAh. Và nó vẫn có cái mặt lưng là kính cực kỳ cao cấp, bên cạnh cái trọng lượng chỉ vào khoảng 185g mà thôi. Các bạn phải hiểu là cầm cái máy chúng ta vừa có một cảm giác rất mỏng, rất nhẹ, rất gọn gàng, mà nó có quả mặt thiết kế mặt sau thực sự là quá đẹp với cái màu này nữa thì ôi trời, nói gì nữa. Outfit kiểu gì cũng quá ưng, và cầm trên tay kiểu gì cũng vẫn thấy nó rất là đẹp. Thậm chí nó còn đẹp đến cả cái phần mặt trước cơ. Khi chúng ta có phần màn hình cong hai bên, viền bên trên bên dưới khá là cân đối nhau và nó không quá dày. Cũng như là tổng thể chúng ta cũng có một cái màn hình vô cùng chất lượng trong cái phân khúc này. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái màn hình này nó là OLED 120Hz, có luôn cái độ phân giải lên tới 1.5K, và độ sáng có thể pick tối đa được lên tới 2800 nit. Và nó cũng là cái độ sáng có thể nói là vượt trội trong cái phân khúc mức giá này đang bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Dành cho bạn nào chưa biết luôn thì mức giá dự kiến của em này nó là khoảng 13.990.000, và quan trọng là chúng ta còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn ở phía đằng sau nữa. Ok, nên xét về yếu tố cái vẻ đẹp của nó đẹp từ cái thiết kế, nó đẹp từ cái trải nghiệm sử dụng, hay nó đẹp từ cái khả năng hiển thị của cái phần màn hình này, thì rõ ràng là nó quá xuất sắc trong cái tầm giá này chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và mình sẽ vẫn phải khẳng định lại một lần nữa, con điện thoại này nó vẫn rất là đẹp. Nãy giờ nói nhiều vẻ đẹp quá rồi đúng không? Đến một yếu tố khác, đó là camera. Dành cho bạn nào chưa biết thì anh em dân công nghệ hay nói về Vivo thì nghĩa là gì? Đó là vì vợ. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì riêng khoản nào mình không biết, nhưng cái khoản camera và chụp chân dung từ selfie cho đến cái camera chính đằng sau thì Vivo gần đây làm thuật toán xử lý chân dung phải nói là cực kỳ đỉnh cao luôn. Thậm chí là chúng ta hay nói thẳng thắn với nhau, đó là cái camera chụp chân dung của Vivo nó đã vượt phân khúc kể cả bất cứ cái dòng nào, cho dù là tầm trung cao cho đến dòng cao cấp thì nó đều thực sự là vượt trội về khoản này. Mình nói một chút xíu về mặt thông số thì cái camera chính của chúng ta sẽ có cái độ phân giải là 50MP, đương nhiên có chống rung OIS, và cái camera này thì Vivo gọi là cảm biến camera VCS. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một ống kính camera góc siêu rộng là ZN1 với độ phân giải là 50MP, và cái ống kính camera góc siêu rộng này có luôn cả autofocus. Đây là điều hiếm hoi, phải dùng từ là cực kỳ hiếm hoi trong cái phân khúc mức giá này có tính năng autofocus ở cái camera góc siêu rộng. Và không thể thiếu một cái camera selfie rất chất lượng với độ phân giải là 50MP, và thậm chí còn có cả cái góc rất rộng lên tới 92 độ để các bạn có thể selfie nhóm một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và nó cũng có luôn cả autofocus các bạn ạ. Ghê chưa, đỉnh không? Và các bạn thấy cái gì ở đây nữa không? Đây là vòng sáng Aura 3.0 đấy các bạn. Nó có thể tùy chỉnh được cái nhiệt độ màu ở cái đèn flash này để giúp, không, cái này không gọi là đèn flash nữa, nhưng gọi là vòng sáng này, để chúng ta có thể cân bằng được cái màu da và giúp các bạn có thể sáng tạo được nhiều những cái kiểu ảnh trong những môi trường thiếu sáng với một chất lượng ấn tượng hơn rất nhiều luôn. Và ngoài những cái thông số phần cứng rất xịn sò như thế thì dành cho bạn nào chưa biết nha, phiên bản đặc biệt này bán ở thị trường Việt Nam và có thể nói là độc quyền ở thị trường Đông Nam Á, là chúng ta sẽ có một cái tính năng nó gọi là chế độ chân dung bãi biển và chế độ ẩm thực. Đặc biệt chế độ chân dung bãi biển này mà chúng ta mang đi biển để chụp hình thì xuất sắc. Nhưng rất tiếc là đợt này mình lại không đi biển nên là không demo được cho anh em cái tính năng này. Nhưng không sao, đền bù anh em bằng rất nhiều tấm hình khác rất đẹp nhé. Đầu tiên để nói về cái camera chính thì rõ ràng là chi tiết, màu sắc, góc chụp lấy nét, thậm chí là về khoảng tốc độ chụp, và đặc biệt là khi chụp chân dung
thì chỉ có thể nói với các bạn đấy là 10 điểm không có nhưng thôi. Màu sắc trên da cân bằng rất là tốt, đúng nghĩa theo kiểu đấy là người Việt Nam chúng ta hay là phần lớn người châu Á hay Đông Nam Á thì sẽ thích cái tông màu nó hơi hồng nhẹ một chút xíu, kiểu trắng nhưng mà không quá và nó hồng nhẹ, cũng như những cái chi tiết khuyết điểm trên da sẽ được xử lý một cách nhẹ nhàng để đúng nghĩa theo kiểu là chúng ta vẫn nhìn thấy cái chi tiết trên da chứ nó không bị cà quá mịn và nó quá ảo giống như kiểu các bạn chụp bằng app. Và rõ ràng là với cái camera chính của con Vivo V30 này thì nó làm điều đó quá tốt. Màu sắc cũng như là cái chi tiết trên da nhìn thực sự cực kỳ tuyệt vời và nó rất tự nhiên nhưng nó đẹp các bạn ạ. Đây ngay cả cái mặt của mình đây các bạn. Đây, cho anh em xem hình gốc trước khi làm màu này. Đấy, và cho anh em xem một tấm selfie của mình, một tấm thôi nhá. Các bạn thấy quả khác biệt nhiều không? Quá khác biệt luôn. Bản thân mình là đàn ông con trai, cái điện thoại này nó còn chụp lên nó đẹp như thế thì các bạn cứ tưởng tượng ảnh của bạn mẫu nhà mình lên hình nó phải lung linh như thế nào. Thật sự là riêng về khoản camera với con Vivo V30 này thì từ cái camera selfie với độ phân giải 50 chấm hay từ cái camera chính đằng sau này thì nó đều mang lại một chất lượng cực kỳ là tốt. Nhưng các bạn cũng sẽ phải lưu ý là cái máy này của chúng ta không có ống kính camera tele 2x, vậy nên là cái tiêu cự 2x bên trong khi chúng ta chụp hình chân dung á là nó sẽ crop từ cái camera chính xuống. Lúc này thì có thể trong nhiều trường hợp cái chi tiết nó sẽ kém đi một chút, nhưng tổng thể thì nó vẫn mang lại một cái độ sáng và cái khả năng xóa phông cũng như chi tiết vẫn ở mức chấp nhận được, rất đủ để các bạn có thể up hình lên trên Facebook, mạng xã hội các thứ mà không phải lo lắng gì quá nhiều. Quan trọng là màu da và khả năng xóa phông của nó cũng cực kỳ là tốt. Ok, còn đương nhiên với cái vòng sáng Aura này nó sẽ là một cái công cụ để giúp các bạn có thể cân bằng lại được cái màu sắc trong rất nhiều chi tiết. Ví dụ như khi các bạn chụp ở những cái môi trường mà nó có nhiều ánh sáng xanh quá hoặc thậm chí là những nơi mà ánh sáng bị vàng quá chẳng hạn, thì nhờ cái vòng sáng Aura này nó sẽ bù lại được một cái ánh sáng giúp cho cái gương mặt mẫu nó trở nên hài hòa hơn, nó đẹp hơn. Đó, và đấy chính là cái giá trị tuyệt vời nhất mà cái vòng sáng Aura này mang lại. Từ trước giờ thì Vivo cũng đã có rất nhiều sản phẩm với vòng sáng Aura này rồi, và bây giờ là phiên bản 3.0 nó còn càng trở nên thông minh hơn và xịn sò hơn rất nhiều nữa đây nha. Và cái rất hay là cái vòng sáng Aura này các bạn có thể thấy nhá, là chúng ta không hề bị chói mắt một chút xíu nào cả. Bởi vì cái vòng sáng này nó thể hiện một cái lượng ánh sáng rất là mềm chứ nó không hề bị gắt giống như cái đèn flash kiểu như vậy. Khác biệt nó ở chỗ này, và cái vòng sáng Aura của Vivo nó có giá trị sử dụng thực tế là cực kỳ tuyệt vời. Riêng xét về khoản camera trong tầm giá này, 10 điểm không có nhưng, thật sự nó là như vậy. À không, 9 điểm thôi, không có cái camera tele dùng quang học, hơi tiếc nha. Rồi, đến những yếu tố khác. Hiệu năng thì em nó chạy Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 4 nanomet gia công bởi TSMC. Úi trời ơi, không nóng tí nào trong quá trình các bạn, kể cả là chơi game hơi ấm nhẹ lên một chút xíu thôi. Hiệu năng lại còn quá ổn trong cái tầm này. Điểm AnTuTu cũng khoảng tầm độ 800 mấy chục nghìn. Chơi game ngon lành, bắn PUBG ok, quẩy liên minh tại tốc chiến với cả liên quân thì nó quá đơn giản với cái điện thoại này luôn. Mà các bạn biết không, 12GB RAM vật lý, mở rộng thêm tối đa 12GB nữa, tối đa là 24GB RAM. Và cái phiên bản này còn có tới 512GB bộ nhớ trong. Úi trời ơi, lưu trữ phải gọi là bét nhè luôn. Và rõ ràng riêng về khoản hiệu năng, khả năng lưu trữ của cái điện thoại này thì thật sự với cái tầm giá chính hãng ở thị trường Việt Nam thì rõ ràng không thể phủ nhận được là nó có một cái mức quá dư giả để các bạn sử dụng với hầu như tất cả những tác vụ hàng ngày. Nhiều bạn cứ tiếc về tại sao không lên mấy con chip đầu 8. Thật sự mình nghĩ là nó không cần đầu 8 để làm cái gì, trong khi các bạn thì không có những cái nhu cầu quá cao về việc chơi game. 7 Gen 3 này là một sự lựa chọn rất thông minh của Vivo khi nó cân bằng giữa yếu tố giá bán, cân bằng giữa yếu tố hiệu năng, thời lượng pin, nhiệt độ và vẫn đảm bảo rất tốt được tất cả những cái tác vụ liên quan đến cái camera và giải trí hàng ngày của mọi người. Đương nhiên là nó sẽ bù thêm được khoản bộ nhớ trong lớn, lưu trữ phải gọi là bét nhè. Các bạn cứ tưởng tượng 512GB chụp hình lưu hình đến bao giờ cho nó hết được. Thoải mái đi các bạn ạ. Ok, rồi chúng ta cũng có cái khoản tản nhiệt để nó tối ưu một cách tốt hơn để giúp cho chúng ta có thể giải trí chơi game cái điện thoại này hàng giờ liền mà không phải lo lắng một chút xíu nào cả. Mà sẵn tiện nói về cái hiệu năng thì chúng ta có một cái yếu tố khác, đấy là sạc nhanh. Thì em nó cũng có luôn công nghệ sạc lên tới 80W và viên pin như mình đã nói là 5000 mAh. Thật sự là pin của con này thì nó quá ngon luôn. Anh em cứ thoải mái dùng trong bét nhè một ngày với on screen trung bình cỡ khoảng tầm 6 đến 7 tiếng mà không phải suy nghĩ gì quá nhiều. Năm nay thì Vivo cũng đã công bố cái công nghệ pin mới của họ để nâng cấp cái tuổi thọ pin lên tới 4 năm
và thời gian sạc đầy nó chỉ trong vòng có khoảng tầm 48 phút thôi. Thì đây đều là những cái thông số mà các bạn có thể yên tâm về những cái phần cứng như thế này của những chiếc điện thoại đến từ Vivo. Sử dụng hàng ngày cũng có một yếu tố khác rất là quan trọng, đó là cái hệ điều hành Fantas OS phiên bản Global thì sẽ là Fantas các bạn nhé. Nó càng ngày càng trở nên mượt mà hơn và có nhiều tính năng tùy biến giúp các bạn có thể nghịch ngợm sâu hơn với cái điện thoại này. Và quan trọng nhất, khi chúng ta sử dụng cái Fantas OS này thì full dịch vụ của Google và full tất cả mọi tính năng. Bởi vì sao? Đây là máy chính hãng bán tại Việt Nam mà. Anh em đừng so sánh với cái hàng sách tay làm gì, bởi vì nó có rất nhiều sự khác biệt cực kỳ lớn. Và không thể không nhắc đến những cái đối thủ trong cái tầm giá này, thì rõ ràng là cái Vivo V30 nó có cái điểm cộng về việc thiết kế mỏng nhẹ, màn hình cực kỳ sáng, rất đỉnh, và cái camera có độ phân giải cao kèm với một cái vòng sáng Aura 3.0 có thể nói là độc quyền, và nó tạo được cái sự khác biệt so sánh với rất nhiều đối thủ. Còn nếu như so sánh với thế hệ đời cũ trước đây là con Vivo V29 5G thì chúng ta cũng được nâng cấp rất nhiều về độ sáng màn hình này, camera selfie có góc rộng hơn, rồi bộ nhớ trong thì lớn gấp đôi, cũng như là vòng sáng Aura 3.0 có nhiều cái trải nghiệm đa dụng hơn, hiệu năng cũng cao hơn một chút xíu. Thì đấy đều là những cái nâng cấp thực sự rất là đáng giá của cái Vivo V30 này. Tóm lại, với tầm giá chính hãng của nó tại thị trường Việt Nam thì thật sự cái máy này có thiết kế quá đẹp, hiệu năng thực sự là quá ngon trong cái tầm giá, bên cạnh một cái camera được nâng cấp quá nhiều thứ. Rõ ràng là chụp chân dung thì Vivo càng ngày càng ngon, nếu không muốn nói là nó càng ngày đang càng làm chùm rồi các bạn ạ. Mà thậm chí còn là chùm từ cam trước, cam sau cho đến những cái tính năng liên quan đến trải nghiệm chụp hình. Quá tuyệt vời rồi. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy comment phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn vẫn muốn có một cái trải nghiệm về cái camera xịn sò như V30 nhưng lại không muốn chi quá nhiều tiền thì các bạn có thể tham khảo thêm mẫu V30e vừa được ra mắt cùng với cả V30 nha. Một mẫu sản phẩm giá tốt hơn nhưng hệ thống camera của nó thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Tham khảo nha anh em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.